Mỹ, Trung Quốc và Nga đã đưa ra nhiều ý kiến tranh luận trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc ai phải chịu trách nhiệm khi để Triều Tiên phóng hàng chục tên lửa đạn đạo và phát triển chương trình vũ khí hạt nhân trong thời gian qua. Đại diện của Trung Quốc và Nga cho rằng các cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ và Hàn Quốc đã khiêu khích Triều Tiên, còn đại diện Mỹ cáo buộc Trung Quốc và Nga khuyến khích Triều Tiên khi bảo vệ nước này khỏi các lệnh trừng phạt. Trước đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, trước tình hình nghiêm trọng, trong đó môi trường an ninh trên bán đảo Triều Tiên rơi vào trạng thái bất ổn nhất do các hoạt động tập trận quy mô lớn mang tính khiêu khích của Mỹ và Hàn Quốc, Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã quyết định tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa Sơn 17 hôm 16 tháng 3. Các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu-EU đã nhất trí với sáng kiến hỗ trợ đạn pháo cho Ukraine trị giá 2 tỷ đô la. Sáng kiến mua chung vũ khí được cho là giúp EU đạt được nhiều mục tiêu cùng lúc khi bảo đảm hỗ trợ 1 triệu đạn pháo cho Ukraine trong 12 tháng tới và bổ sung thêm vũ khí cho kho dự trữ của EU. Phần đầu tiên của kế hoạch cam kết khoản tài trợ chung trị giá 1 tỷ euro đặt mục tiêu bàn giao đạn pháo vào cuối tháng 5 và các hợp đồng chung được ký kết vào đầu tháng 9. Phần thứ hai nhằm cung cấp đạn pháo 155mm cho Ukraine. Động thái này được nhận định là một bước tiến mới đối với EU, dù khối này đã cung cấp vũ khí cho Ukraine kể từ khi bắt đầu xung đột thông qua cơ sở hòa bình châu Âu. Một thành phố tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã ra mắt ứng dụng mai mối giúp những người độc thân ở địa phương tìm được một nửa phù hợp. Ứng dụng này có tên là Palm Quaysi và sử dụng các dữ liệu dân cư tại thành phố Quaysi để tạo nền tảng mai mối, thúc đẩy tỷ lệ kết hôn. Ở những khu vực khác tại Giang Tây, thì chính quyền địa phương còn tổ chức những sự kiện để những người độc thân có thể tham gia trực tiếp. Một trong những nội dung chính trong sáng kiến của tỉnh Giang Tây là chiến dịch chống lại tiền sính lễ với mức trung bình là 380.000 nhân dân tệ. Từ lâu, thì chính phủ Trung Quốc đã không ủng hộ truyền thống này. Trong năm 2021, Trung Quốc đã ghi nhận tỷ lệ 5,4 cuộc kết hôn trên 1.000 dân, trong khi tỷ lệ này tại Mỹ là 6 trên 1.000 dân. Ngày hôm qua 20 tháng 3 là ngày đánh dấu 20 năm kể từ khi Mỹ đơn phương phát động chiến dịch tấn công Iraq với lý do chính phủ quốc gia Trung Đông này sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đến nay, dù Mỹ đã chính thức kết thúc nhiệm vụ chiến đấu tại Iraq, song người dân nơi đây vẫn đang phải khắc phục hậu quả chiến sự mỗi ngày với những lo lắng về tương lai của mình. Mục tiêu được Mỹ và đồng minh đưa ra khi đưa quân vào Iraq vào ngày 20 tháng 3 năm 2003 là tìm kiếm và phá hủy vũ khí hủy diệt hàng loạt, cũng như lật đổ chế độ của Tổng thống Saddam Hussein. Nhưng khi không tìm thấy vũ khí hủy diệt nào, họ chuyển sang mục tiêu khác, tuyên bố sẽ xây dựng Iraq thành một nền dân chủ mới, nơi người dân được hưởng nhiều quyền lợi tự do cùng với mức sống cải thiện đáng kể. Sau 20 năm, những gì chúng tôi thấy là chủ nghĩa bè phái, chết chóc và khủng bố. Cơ sở vật chất bị phá hủy hoàn toàn. Người dân không được hưởng lợi gì từ cuộc chiến, không nhà ở, không gì cả. Iraq đã rơi vào cuộc nội chiến kéo dài với những mất mát không thể bù đắp. Theo các ước tính, kể từ khi thời điểm Mỹ phát động chiến tranh, 400.000 người Iraq đã thiệt mạng, hàng trăm nghìn người dân bị thương, 9 triệu người mất nhà cửa hoặc buộc phải rời khỏi đất nước. Các di sản văn hóa bị phá hủy hoặc thất lạc sau chiến tranh, cùng với những gánh nặng tổn thương về tinh thần không thể đong đếm. Người dân Iraq vẫn tiếp tục trải qua cuộc sống đầy bạo lực và bất ổn mỗi ngày. Trước khi Mỹ phát động cuộc chiến ở Iraq, đất nước này không có sự hiện diện của bất kỳ tổ chức khủng bố nào. Thế nhưng, từ giữa năm 2014, khoảng 1/4 lãnh thổ của quốc gia này nằm dưới sự kiểm soát của các tổ chức khủng bố. Những cuộc đấu đá của các phe phái chính trị, sắc tộc tôn giáo ngày càng phức tạp, biến quốc gia Trung Đông này thành một trong những khu vực bất ổn và bậc nhất thế giới. Thực tế, Iraq là quốc gia giàu dầu mỏ và từng có thời kỳ phát triển thịnh vượng. 20 năm sau cuộc chiến, Iraq bị xếp vào một trong những các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất thế giới. Những người quyết định tham chiến, những người viết bài ủng hộ chiến tranh, đang tiếp tục cuộc sống của họ rất tốt. Còn ở Iraq bây giờ thực sự khủng khiếp, nhiều thế hệ người Iraq sẽ sống ra sao với hậu quả của chiến tranh. Sau 20 năm, mọi người đều không có việc làm. Hơn 40% người dân Iraq sống dưới mức nghèo khổ. Mọi chuyện giống như một vòng luẩn quẩn. Còn đối với nước Mỹ, cuộc chiến cách đây 20 năm vẫn là nỗi ám ảnh mỗi khi nhắc lại. Chiến tranh tại Iraq đã gây thiệt hại cho nước Mỹ hàng nghìn tỷ đô la. Gần 5.000 lính Mỹ đã thiệt mạng. Nhiều người Mỹ đã thừa nhận đất nước họ đã mắc sai lầm khi phát động cuộc chiến vào 20 năm trước.
Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế mới đây do Liên minh châu Âu EU chủ trì đã cam kết viện trợ 7 tỷ euro, tương đương 7,5 tỷ đô la Mỹ, giúp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả của trận động đất kinh hoàng vừa xảy ra vào tháng trước, khiến hơn 56.000 người thiệt mạng và hàng triệu người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC bà Ursula von der Leyen cho biết, 27 quốc gia thành viên EU tuyên bố sẽ viện trợ 3,3 tỷ euro cùng với các khoản tài trợ của khoảng 400 nhà tài trợ quốc tế khác, bao gồm nhiều chính phủ và tổ chức phi chính phủ. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc ước tính tổng thiệt hại tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ sau các trận động đất tháng trước ước tính khoảng 103,6 tỷ đô la Mỹ. Một số loại sữa công thức Gerber dành cho trẻ sơ sinh do công ty Peugeot sản xuất đang được thu hồi tại Mỹ do lo ngại nhiễm khuẩn. Thông báo thu hồi tự nguyện được công ty Peugeot đưa ra mới đây đối với một số sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh được sản xuất tại một nhà máy ở bang Wisconsin. Loại sữa được thông báo thu hồi là Gerber Good Start Super Pro. Công ty Peugeot cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên ngừng sử dụng và vứt bỏ bất kỳ sản phẩm nào có mã số trùng khớp với danh sách thu hồi được công ty đưa ra. Người tiêu dùng sau đó có thể yêu cầu công ty hoàn lại tiền cho các sản phẩm đã mua, thuộc danh sách thu hồi. Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Genetics bởi các nhà khoa học Nhật Bản đã chỉ ra rằng người dân khu vực Đông Á có nhiều khả năng mắc ung thư dạ dày hơn các nhóm người khác do họ thừa hưởng một đột biến gen cản trở quá trình dung nạp rượu. Việc không thể xử lý rượu đúng cách khiến nó tồn tại lâu trong dạ dày, khiến những người uống rượu thường xuyên có nhiều khả năng bị viêm dạ dày mãn tính. Và cuối cùng, qua nhiều năm tiếp xúc lặp đi lặp lại, những bệnh nhân này có xu hướng tăng tỷ lệ mắc ung thư dạ dày. Hiện một nửa số trường hợp ung thư dạ dày trên toàn thế giới là ở Trung Quốc và đây cũng là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới Nhật Bản. Hãy để cảnh sát bảo vệ sầu riêng. Đây là tên gọi của một chiến dịch vừa được cảnh sát Thái Lan triển khai sau những vụ trộm cắp lớn ở các trang trại sầu riêng. Đây là lần đầu tiên ý tưởng về một lực lượng bảo vệ sầu riêng được triển khai. Chi tiết sẽ có trong phóng sự ngay sau đây. Đây là một buổi tuần tra của nhóm cảnh sát thuộc đồn cảnh sát Aucho, huyện Muang, thuộc tỉnh Trat của Thái Lan. Đội tuần tra sẽ giám sát các vườn trồng sầu riêng cho đến khi những trái sầu riêng này được thu hoạch bán. Tỉnh Trat đã trở thành địa phương đầu tiên ở Thái Lan có cảnh sát hỗ trợ nông dân bảo vệ sầu riêng trước nạn trộm cắp. Đi tuần qua đêm, vào những khung giờ đó cũng khá mệt, khá vất vả. Nhưng để có thể để bà con, người nông dân yên tâm và bảo vệ được tài sản của người dân, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì hoạt động này. Theo tờ The Tiger của Thái Lan, nông dân nước này gần đây phàn nàn về việc có kẻ xấu đột nhập vào trang trại sầu riêng vào ban đêm và lấy đi những quả chín khi loại trái cây này đang ngày càng trở nên phổ biến và có giá trị thương mại cao. Ước tính những người trồng sầu riêng đã phải chịu thiệt hại nhiều triệu bạt do hành vi trộm cắp này. Ban ngày chúng tôi vẫn đi làm nên không quá đáng lo ngại, nhưng vẫn có những đội tuần tra đến kiểm tra giúp chúng tôi yên tâm hơn. Còn ban đêm, chúng tôi có thể ngủ ngon vì biết vườn sầu riêng của mình đang được bảo vệ. Không giống như các loại cây ăn trái khác có thể cho trái sau 1 hoặc 2 năm trồng, cây sầu riêng từ khi trồng đến khi đậu quả cần hút các chất dinh dưỡng từ 7 đến 8 năm. Muốn có được sầu riêng chất lượng tốt thì ít nhất phải mất 20 năm. Có thể hình dung rằng trong toàn bộ quá trình trồng trọt, người nông dân đã tiêu tốn không biết bao nhiêu công chăm sóc. Do vậy, chiến dịch bảo vệ sầu riêng của lực lượng Thái Lan được đánh giá cao, nhất là khi Thái Lan là một trong những nước trồng sầu riêng lớn nhất thế giới, với doanh thu từ xuất khẩu loại quả này trong năm 2021 lên đến 100 tỷ bạt, tương đương với 2,9 tỷ đô la Mỹ.